Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn vận đấu trong khuôn khổ vòng 10 năm. Giao cấp biển tái năm 2013, trận so tài giữa bên đỏ Điện Tiên là chiến thần Vương Thứ Nhất và người cầm bên đen là kỳ thủ Lưu Tử Kiện.
Tướng Quân. Tới hình cờ trên sau vấn cờ cho thu pháo về đang chuẩn bị cho tình huống cờ nhảy mã qua. Mã 7 đến 6 thì bên đen đã phải buông cờ xin thua trong bối cảnh kém quân và kém thế trước bên đỏ của vương. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại.